Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình Thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 20 tháng 10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 14.934 điểm cầu với hơn 1,2 triệu cán bộ đảng viên tham dự. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và trên 6.600 đại biểu tại 225 điểm cầu cấp huyện và cơ sở. Hội nghị nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt truyền đạt ba chuyên đề lớn về những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội 14 của Đảng. Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030 và về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027, về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Các dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội 13, một số nội dung cơ bản về sửa đổi quy chế bầu cử trong Đảng, về tổng kết công tác nhân sự Đại hội 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 10 vừa qua đã thống nhất chủ trương đối với nhiều công việc hệ trọng để tăng tốc, bứt phá về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Do vậy, việc đưa nghị quyết của Đảng đến từng chi bộ, từng đảng viên hòa vào thực tiễn cuộc sống đặt ra rất khẩn trương, cấp bách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về quyết tâm chính trị thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hoàn thành mọi mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra, tập trung triển khai ngay một số đột phá chiến lược đã được Trung ương thống nhất đưa vào văn kiện Đại hội 14, các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, sau hội nghị, với những tư duy, nhận thức mới đã thấu suốt, từng chi bộ đảng viên sẽ tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương của Đảng thành hành động, tạo ra của cải vật chất, sản phẩm tinh thần, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc. Tiếp tục chương trình tham quan học tập tại các tỉnh Tây Bắc, ngày 19 tháng 10, đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh do đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đi tham quan mô hình cá giống tại xã Cốc San, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Mô hình của gia đình ông Hoàng Văn Phú, thôn Lũng Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Khu ao rộng lớn với diện tích 3 ha, nuôi 3 loại cá chính là cá chép giòn, cá bống. Tại đây, các đại biểu đã được chia sẻ kỹ thuật nuôi cá, chuẩn bị ao nuôi, xử lý con giống trước khi thả nuôi, môi trường sống thích hợp của từng loại cá, mùa vụ, thu hoạch, quản lý, xử lý dịch bệnh. Xã Cốc San có 1.912 ha đất tự nhiên với 4.340 nhân khẩu, có 11 thôn bản, dân tộc Dáy chiếm 54%. Với lợi thế về nguồn nước tự nhiên, hiện nay xã có trên 40 ha mặt nước nuôi thủy sản, trong đó hơn 30 ha được người dân nuôi theo hình thức thâm canh. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và thiết bị hiện đại, sản lượng đạt khoảng 500 tấn một năm. Trước đó, đoàn đã đến thăm cột cờ Lũng Po, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Đây là công trình khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập chủ quyền biên cương của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã có những đóng góp quan trọng toàn diện trên mọi lĩnh vực, khẳng định vai trò vị thế của mình trong xã hội. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng có cuộc trao đổi với đồng chí Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về những nội dung liên quan đến phát huy vai trò của phụ nữ trong thời đại mới. Dạ vâng thưa đồng chí ạ, với vai trò là đơn vị tổ chức tập hợp cũng như là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ của tỉnh Cao Bằng thì đồng chí có thể chia sẻ về một số những cái kết quả nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong đóng góp vào cái sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Bám sát sự định hướng chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng cũng đã cụ thể hóa phát động sâu rộng về phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Cao Bằng thời đại mới, đồng thời là cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lồng ghép thực hiện những nội dung phong trào thi đua về cuộc vận động đang thực hiện tại địa phương, triển khai 4 tiêu chí phát động thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Và tiếp tục triển khai sâu rộng với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đến các cấp hội và hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh bằng những cái việc làm thiết thực thì như là hiến đất rồi giúp công sức làm đường nông thôn và các công trình công cộng như là thu gom phân loại rác thải để bảo vệ môi trường, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để đăng ký và thực hiện gần 800 công trình phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh với cấp ủy chính quyền địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay thì cũng đã kết nạp được 5.583 hội viên mới và nâng tổng số hội viên của toàn tỉnh hiện nay là lên trên 102.300 hội viên tham gia tại 1.472 chi hội. Dạ vâng, như đồng chí cũng vừa chia sẻ thì trong thời gian qua thì đến hiện nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng thì có đến hơn 100.000 hội viên, và trong cái đợt thiên tai bão lũ vừa qua, đặc biệt là trong cơn bão số 3 thì cũng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có những đối tượng là phụ nữ và trẻ em thì cũng phải chịu ảnh hưởng của cơn bão. Đồng chí có thể chia sẻ về những cái hoạt động của hội nhằm góp phần ổn định cuộc sống cũng như là khắc phục hậu quả thiên tai cho phụ nữ và trẻ em trong thời gian vừa qua. Các cấp hội và các đơn vị trực thuộc cũng đã vận động cán bộ hội viên phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ nhân dân bằng nhiều cái hình thức như là tham gia công tác cứu nạn cứu trợ, rồi góp công góp sức chuẩn bị các cái suất ăn nước uống, giúp dọn dẹp vệ sinh môi trường nhà cửa, rồi là hướng dẫn tham gia phân loại, đóng gói, rồi vận chuyển hàng cứu trợ và được trên 10.000 ngày công lao động, rồi ủng hộ tiền mặt, lương thực, nhu yếu phẩm, rồi thuốc men và vận dụng hàng ngày để với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Hiện nay thì hội đang tiếp tục huy động các cái nguồn lực để hỗ trợ cho đối tượng yếu thế, rồi trẻ em mồ côi, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, và góp phần giúp cho người dân tái thiết sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống. Dạ vâng thưa đồng chí ạ, trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì sẽ tiếp tục có những cái định hướng cũng như là những cái kế hoạch ra sao để phát huy hơn nữa cái vai trò của người phụ nữ trong thời đại mới ạ? Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy mạnh mẽ cái tinh thần tự chủ, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng trí tuệ vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục hưởng ứng các cái phong trào thi đua để rèn luyện các cái phẩm chất với giá trị cốt lõi, đó là có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Bên cạnh đó thì sẽ chủ động, tích cực đề xuất những cái chính sách liên quan đến phụ nữ, tham gia giải quyết bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, rồi kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ hội viên, quan tâm hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, vận động phụ nữ tiếp cận kinh tế số, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, rồi thúc đẩy hiện thực hóa các cái ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đổi mới, sáng tạo, đồng thời là chú trọng triển khai các cái hoạt động hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế, nhóm phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, cao tuổi, đơn thân, với mục tiêu hướng đến là không để ai bị bỏ lại phía sau và khẳng định vị thế vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Vâng, như đồng chí cũng vừa chia sẻ thì có thể thấy là trong thời gian qua thì cùng với các cấp các ngành, các đơn vị thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì cũng đã có rất là nhiều đóng góp trong cái sự phát triển chung của tỉnh. Và nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam thì xin kính chúc đồng chí cũng như là toàn thể công chức, cán bộ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt những cái vai trò và nhiệm vụ của mình, đồng hành cùng phụ nữ tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ mới. Sáng 20 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phối hợp với nhóm từ thiện Người Tôi Cư Mang đã tổ chức bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà La Thị Dinh, xóm Bản Cành, xã Quang Trung, huyện Hòa An. Gia đình bà La Thị Dinh thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua sự kết nối giữa Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, nhóm từ thiện Người Tôi Cư Mang đã hỗ trợ gia đình bà Dinh một ngôi nhà cấp 4, tổng diện tích xây dựng gần 80 m² với tổng kinh phí xây dựng trên 220 triệu đồng. Công trình được khởi công từ đầu tháng 7 năm 2024. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài ra, đoàn thiện nguyện đã trao tặng thêm cho gia đình các phần quà gồm một giường ngủ, chăn màn, bếp ga, nồi niêu, bát đũa. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cũng trao tặng phần quà chung vui cùng gia đình. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định về chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Ngày 20 tháng 10, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Bảo Lạc tổ chức khai mạc kỳ thi thí tuyển viên chức năm 2024. Năm 2024, huyện Bảo Lạc tuyển dụng 99 chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao. Tham gia kỳ thi tuyển có 616 thí sinh đăng ký dự thi. Phát biểu khai mạc kỳ thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện yêu cầu các thành viên trong tổ giám sát, kiểm tra sát hạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thực hiện đúng nội quy, quy chế, tổ chức kỳ thi an toàn, đảm bảo đúng quy định. Các thí sinh nghiêm túc chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế, bình tĩnh, tự tin, vận dụng hiệu quả kiến thức, năng lực và kinh nghiệm để làm bài đạt kết quả cao nhất. Thông qua kỳ thi nhằm kịp thời tuyển chọn, bổ sung số lượng viên chức còn thiếu của các cơ quan, đơn vị tuyển chọn, được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, đảm bảo về số lượng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Nguyên Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2025. Năm 2024, huyện Nguyên Bình hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với 83 tân binh lên đường nhập ngũ, 18 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ trách nhiệm của công dân, thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giúp đỡ địa phương giải quyết những vướng mắc, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và các hành vi trốn tránh, cản trở công tác thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn thực hiện tốt công tác sơ tuyển và khám tuyển theo kế hoạch. Sáng 20 tháng 10, tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động từ tháng 4 năm 2024 dành cho học sinh, sinh viên và chia làm hai nhóm đối tượng, nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở, nhóm học sinh trung học phổ thông và sinh viên. Vòng sơ khảo tại tỉnh Cao Bằng, sau hơn một tháng phát động có 972 bài dự thi của học sinh sinh viên, 73 trường học các cấp trên toàn tỉnh. Các tác phẩm được các em lựa chọn đa số phù hợp với lứa tuổi, đều được ý nghĩa giá trị, tác dụng của tác phẩm làm thay đổi nhận thức, hành vi đối với bản thân, hướng người đọc theo hướng tích cực và lan tỏa được tình yêu đọc sách đến với cộng đồng. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức cuộc thi đã trao 43 giải thưởng, gồm 4 tập thể và 39 cá nhân học sinh ở cả 3 cấp học. Trong đó, cấp tiểu học 11 giải, 11 giải cấp trung học cơ sở, 11 giải cấp trung học phổ thông, 6 giải chuyên đề. Giải nhất của cuộc thi thuộc về các em Lâm Gia Hân, trường tiểu học Hợp Giang, thành phố; Tô Thanh Lam, trường trung học cơ sở thị trấn Bắc Mèo, huyện Bảo Lâm; Bế Thị Minh Thư, trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Cao Bằng. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn 6 bài xuất sắc nhất gửi tham gia vòng trung khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tại Hà Nội. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hà Quảng vừa tổ chức liên hoan giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các xóm tổ truyền thông cộng đồng của 12 xã nằm trong vùng thực hiện dự án 8, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong chương trình, các tổ truyền thông cộng đồng thuộc 12 xã Mạ Ba, thị trấn Xuân Hòa, Trường Hà, Tổng Cọt, Lương Can, Lương Thông, Sóc Hà, Yên Sơn, Thanh Long, Cần Đông, Hồng Sĩ và Lũng Nặng giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thể hiện hai nội dung gồm biểu diễn một tiểu phẩm kịch với hình thức sân khấu hóa với các chủ đề tập trung tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật về các vấn đề cấp thiết của địa phương liên quan đến phụ nữ và trẻ em, biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, nêu gương người tốt, việc tốt. Với sự đa dạng về chủ đề, nội dung các buổi giao lưu đã chia sẻ được nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền vận động, thực hiện bình đẳng giới tại cơ sở, tạo hiệu ứng tích cực và tiếp tục lan tỏa sâu rộng những kiến thức, những thông điệp bài học về thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trên địa bàn huyện. Ngày 20 tháng 10, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trao giải bóng bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024. Giải năm nay có sự tham gia của 13 đoàn với 118 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 12 nội dung theo 4 nhóm tuổi. Nhóm 1 từ 9 đến 12 tuổi, nhóm 2 từ 13 đến 15 tuổi, nhóm 3 từ 16 đến 45 tuổi và trên 46 tuổi trở lên. Các vận động viên đã thi đấu nỗ lực hết mình, tạo nên một giải đấu hấp dẫn, kịch tính. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay ghi nhận sự cải thiện đáng kể về trình độ, kỹ, chiến thuật của các vận động viên. Bên cạnh những tay vợt kỳ cựu, giải đấu còn có sự góp mặt của rất nhiều vận động viên trẻ tiềm năng. Sự xuất sắc của các tay vợt trẻ cho thấy phong trào bóng bàn trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 36 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên đoạt thành tích xuất sắc ở 12 nội dung thi đấu, bao gồm 8 nội dung đơn và 4 nội dung theo các lứa tuổi. Chiều 20 tháng 10, Chi hội Phụ nữ Chợ Xanh tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 14 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, tổng kết công tác hội năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Các hội viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chi hội Phụ nữ Chợ Xanh có 69 hội viên. Năm 2024, chị em hội viên đều có ý thức xây dựng công tác hội, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cuộc vận động của hội phụ nữ các cấp, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, tham gia đóng góp các loại quỹ do cấp trên phát động với số tiền gần 30 triệu đồng. Thời gian tới, Chi hội Phụ nữ Chợ Xanh tiếp tục vận động chị em hội viên tham gia hoạt động hội, tuyên truyền vận động hội viên sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh chung, chung tay xây dựng chợ thành phố Cao Bằng xanh, sạch, đẹp. Tối 19 tháng 10, tại sân trung tâm thị trấn Nước Hai đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Tại chương trình, các đội văn nghệ tại thị trấn Nước Hai và đội văn nghệ phố Cao Bình, thành phố Cao Bằng đã biểu diễn hơn 30 tiết mục văn nghệ thuộc nhiều thể loại, hát, múa, nhảy dân vũ. Nhiều tiết mục hay đặc sắc được dàn dựng công phu với các chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, biết ơn mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi người phụ nữ, tình yêu quê hương, đất nước, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị trấn Nước Hai đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Giúp cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt thêm tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời đại mới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.